Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Biết, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Anh Chi, được phát trên kênh IQ Radio. Quán cà phê đầu xóm, cái tên như cặm một cái cây thắc mắc. Đầu xóm là đầu xóm nào? Tại sao là đầu xóm mà nó lại nằm chặn giữa cái con hẻm gầy tông teo, ngoằn ngoèo giữa lòng thành phố? Sớm nay góc quán nơi ông già bán vé số ngồi nhâm nhi trà đá như cái nhánh thắc mắc. Ông đó uống trà đá mà sảng khoái, khoan thai, thưởng thức từng ngụm như là sợ hết á. Sớm nay có thằng nhỏ ngồi tuyệt vọng ngó quanh, thấy mình đang khuyết đi. Cảm giác chính nó đang bị ông già hớp từng ngụm một. Một ông già gầy gò, lạ mặt, với cái nón phớt nỉ đội trên đầu. 2 giờ trước, cái lúc mà mùi vị của sự xui xẻo chưa loang ra đến mức mà nắm trong tay được, thì thằng nhỏ cũng vui vẻ giống như ông già, hứng khởi, nó góp chuyện quanh mẫu tinh trên báo. Tôi có biết cái vụ đó, ông kia lấy mấy tỷ bỏ túi đi chơi, giữa chừng bị mất, thấy ghê thiệt á. Ông già bật cười trước cái vẻ e hèm quan trọng của thằng nhỏ, đôi mắt hấp háy với dành nón cũ rồi hỏi: "Ê, chú em, sao xài chữ biết dễ dãi vậy? Chú em nói biết, mà biết tới đâu? Có biết cái tụi trộm nó lấy ra làm sao? Rồi cái ông mất buồn làm sao? Tiền đó giờ cất chỗ nào không?" "Trời đất!" Thằng nhỏ nhổm một chân lên khỏi ghế, cái đầu gối xương xẩu đụng tới dành tay. "Sao tôi biết được? Công an đang điều tra mà." "Thì đó." Ông già hớp một hớp trà rồi rủ rỉ: "Chú đừng có nói biết. Phải sợ cái chữ biết như sợ cái roi của bà già nhà chú vậy." Thằng nhỏ cục hứng, hơi giận, mấy hột mụn mẩy lên trên gương mặt đỏ rừng. Nó mai mỉa, bắt bẻ nhau từng chữ: "Chi vậy ông ơi? Đây nè." Dằn ly xuống bàn cái cột. "Ly nước này, không lẽ tôi nói là không biết? Cà phê mà không biết, chết sướng hơn á." Ông già ngẩng lên tựa hẳn vào lưng ghế, nét mặt bao dung, rồi ôn tồn hỏi: "Nè, vậy chú có biết cái ly cà phê này có mấy phần là bột bắp? Có biết cái mùi cà phê này tự nhiên hay chỉ là hương liệu? Cái đắng này tự nhiên từ những trái cà phê trồng ở trên rẫy hay là do người ta bào chế ra? Có biết không nè?" Thằng nhỏ bỗng nghĩ giờ nó là con thỏ, ông thợ săn đang chờ ở đó, ánh nhìn dữ cợt: "À, mày chạy đâu cho thoát tao?" Nhưng nó là thỏ, nó phải dùng dãy. "Ủa, vậy ông biết cái bông đó không?" "Không biết." "Tưởng gì, con thỏ lại chạy vô bụi bông dạng thọ ở hiên nhà bên kia hẻm." Ông thợ săn hơi mỉm cười: "Thấy quen thôi. Cái thứ bông dạng thọ này cái hồi mà má tôi còn sống á, Tết nào bà cũng gieo vàng cả một vạt sân, đẹp vô phương. Nhưng cho tới lúc già như vậy tôi chưa biết nó có bao nhiêu cái cánh, bao nhiêu cái nhụy, nở trong bao lâu thì rã." Thằng nhỏ tiêu nghỉu nuốt nước miếng thở dài: "Bữa nay mất hứng gì đâu, sáng mới chải đầu xong thì má nó càm ràm, riết rồi muốn gặp mặt con phải thức thiệt là khuya, dậy thiệt là sớm. Nuôi con lớn bằng này, con đi nhận thiên hạ bằng má." Má của thằng nhỏ đang giận: "Hôm qua bà nhìn thấy con trai rứt ruột, con trai thương yêu của bà hì hụi rửa chén giùm con bồ của nó trong căn nhà cách đây chừng vài trăm bước. Bà cảm giác là bà mất con rồi, mất từng ngày. Khi nó chở bồ đi chợ, nó vô bếp nhà người ta phụ nấu nướng, nó nằm dài nhà người ta coi phim, trong khi phim ở nhà cũng giống hệt mà nó không coi. Có bữa gánh trái cây ế về ngang, thấy thằng con múc nước cho con nhỏ gội đầu, bà muốn quăng cái gánh bên đường cho rồi. Thằng nhỏ đâu có biết, nó tưởng má nó lớn tuổi cho nên đổi tánh khó khăn, nên bà dự định há miệng rầy rà là nó bỏ đi. Bữa nay không chạy khỏi vì chiếc xe đạp bị tuột sên, chắc do nhỏ em nó phá, để anh ba khỏi đi chở gái luôn." Nuốt giận ra tới quán cà phê, vừa mới vui, vị đắng mơn man trên môi trồi chừa khỏi cái cổ họng,
thì gặp ông già không biết này. Đúng là rủi quá mà. Thằng nhỏ than thầm. Nhưng bây giờ mà nín thinh luôn thì mất mặt với mấy người quen đang ngồi quán sáng nay, đang thích thú theo dõi cái cuộc tranh cãi. Nhất là có anh rể của con bồ đang tủm tỉm cười, ngồi cạnh nó đây nè. Giữa cuộc giằng co vậy mà con em còn chạy lại kêu: "Anh ba ơi, chút nữa anh ba về sửa cái máng cho má hứng nước mưa uống, khỏi tốn tiền đổi á nghe." Thằng nhỏ gạt ngang: "Từ từ tao về." Vài phút sau đó thì con bồ nó trên đường đi làm móng tay ghé lại dặn: "Chút nữa anh lại đóng giùm em mấy cái đinh máng khăn, hiên." Thằng nhỏ cố cười tươi, gật gật cái đầu, nói: "Để đó cho anh." Nhưng cái bụng tính cách phản pháo ông già, mót chút vinh quang khi rời quán, bằng bất cứ gì trong tầm mắt nó, từ gói thuốc lá, chai nước ngọt, đến đôi dép mòn lẹm gót, cái nón nỉ bạc màu của ông già. Ông vẫn khăng khăng nói không biết, nhìn thấy hay nếm được hay cầm trong tay, ôm vào lòng, chưa chắc biết. Chữ của ông già là thấy quen, hay là nó gọi là. Giận nhau chán chê, ông giới tay hái trên trời xuống một câu choáng váng: "Chú em vẫn không chịu sợ chữ biết hả? Vậy má chú đó, chú biết không? Có biết bà nghĩ cái gì không? Vui hay buồn, thảnh thơi hay rối bời, bà có đang thương nhớ ông nào? Chú biết không?" Mất sạch kiên nhẫn, thằng nhỏ rít lên: "Ủa, chứ ông không biết con mình hả?" "Không." Ông già rút 1.000 đồng dằn dưới đáy ly trà đá cạn queo: "Tôi quen tụi nó." Ngón tay trỏ quèo nón sụp che lại, ánh mắt nhìn xuống tối rười rượi. Ông già nắm chặt sắp vé số trong bàn tay xương xẩu rồi đứng dậy đi. Ai đó hình như từng hỏi han ông già, ngậm ngùi nhìn theo. Ông đó nói: "Phải à mày, nuôi con á, biết đâu được cái ngày mà nó hắt mình ra đường chan dầm mưa nắng." "Ừ, đúng rồi, ai mà biết được." 73 buổi sáng sau, nơi quán cũ, thằng nhỏ tiêu nghỉu ngó con bồ nó ăn mặc mong manh, ôm sát thằng con trai khác, lượn cái chiếc SH ngang qua. Rồi ai đó cà rỡn: "Ê, biết nhỏ đó không mày?" Thằng nhỏ gầm gừ trong cổ họng: "Không biết, chỉ thấy cái rốn nó quen quen, vậy thôi."